Mặc dù đây không phải là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, thế nhưng sức ép năm nay có lẽ là điều chúng ta dễ dàng thấy được. Dịch bệnh lây lan rộng khắp các tỉnh thành ngay trong quá trình thi. Tại một điểm thi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện thí sinh dương tính qua test nhanh. Đây là một kỳ thi khó quên. Còn ở thành phố Hà Nội, nơi có đông thí sinh nhất cả nước cũng đã ghi nhận sau hai môn thi đầu tiên, thủ đô có đến 563 thí sinh vắng mặt, trong đó thí sinh không dự thi do dịch bệnh là 167 em. Đây là một điều đáng tiếc và có một thí sinh vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại di động trong buổi thi đầu tiên này. 188 điểm thi với 4.235 phòng thi chính thức. Công tác tổ chức thi tại thành phố Hà Nội đã phải huy động một lượng lớn lực lượng chức năng từ công an, trật tự đô thị, cán bộ y tế đến đội ngũ các tình nguyện viên. Trong ngày thi đầu tiên, công tác phân luồng phòng dịch đã được siết chặt. Đối với địa điểm thi tại trường Phan Đình Phùng thì chúng tôi đã có tổ chức phương án đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo cho giao thông thông suốt trong suốt quá trình thi của các cháu học sinh thi tại đây. Đồng thời kết hợp đó là chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm học đầy sóng gió với nhiều lần gián đoạn việc học vì Covid-19 thì hơn 101.000 thí sinh Hà Nội và gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã trải qua một ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Kỳ thi này về cơ bản đến thời điểm hiện tại được đánh giá là khá an toàn và cách phòng dịch của các thí sinh cũng như là tại các điểm thi thì gần như được đảm bảo. Kết thúc ngày 7 tháng 7, thí sinh đã hoàn thành xong hai môn thi đầu tiên, đó là môn ngữ văn và toán. Theo nhận định của các thí sinh tham gia, đề thi năm nay vừa sức với các em. Tuy nhiên, vẫn có những thí sinh tỏ ra tiếc nuối sau khi kết thúc bài thi. Dạ, đề thi khá là dễ nhưng mà bởi vì em không ôn bài này thế nên em không làm được ạ. Em thấy đề thi rất là phù hợp với thời gian ôn và cũng không bị lệch quá so với thời gian mà học sinh được ôn ạ. Và ngay cả trong thời gian dịch nữa. Em mong là sẽ được 7,5 đến 8. Thật sự đây không phải mức điểm em mong muốn. Với nếu mà em trúng cái trọng tâm em môn thì em đã có thể hơn 8 rồi ạ. Nên là em hơi buồn về bài làm lần này. Trong ngày 8 tháng 7, thí sinh sẽ tiếp tục trải qua bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Mỗi bài thi tổ hợp bao gồm 3 môn, mỗi môn có thời lượng là 50 phút. Trong chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục hoàn thành nốt bài thi độc lập cuối cùng là ngoại ngữ với thời lượng là 60 phút.